hứa sẽ phải giàu. Ngày xưa ở một làng quê nọ, có ba người bạn Tùng, Trúc, Mai trạc tuổi nhau. Cả ba chơi với nhau rất thân, họ đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Họ quyết tâm học hành thật tốt để sau này làm quan, có thể lo cho bản thân, thậm chí là mọi người trong làng có cuộc sống ổn định hơn. Hey, giờ là đến lúc mỗi người chúng ta một đường rồi. Chúng ta đành phải chia tay nhau ở đây thôi. Mặc dù lấy làm tiếc, nhưng hợp rồi cũng sẽ có ngày tan thôi. Hy vọng mọi người đừng quên nhau. Hãy luôn nhớ đến những tháng ngày vui mặt trên sử bên nhau nhé các bạn. Những ngày tháng khó khăn vất vả chúng ta đều trải qua được, thì khó khăn trước mắt có là gì chứ. Phải đấy, sau này người nào làm ăn khấm khá thì nhất định chúng ta sẽ lại tìm gặp nhau. Đến lúc đó người nào phát đạt phải giúp đỡ người khó khăn hơn nhé. Phải đấy, nhất định không quên lời hứa hôm nay. Sau này chúng ta phải luôn nhớ đến quãng thời gian khó khăn vừa qua mà giúp đỡ nhau nhé. Nhất trí, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Và sẽ nhớ mãi lời hứa ngày hôm nay, đừng quên nhé. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng và cùng thành công nhé. Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ làm được. Cố lên, tình bạn của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi theo thời gian. Chắc chắn là như vậy. 10 năm sau, anh chàng tên Tùng sẵn trí thông minh vốn có và cần cù dùi mài kinh sử, nên sau đó đã đỗ đạt và được bổ làm quan ở kinh đô. Cuộc sống của anh từ đó cũng sang trang mới, khấm khá và vinh quang hơn. Bẩm ông, khuya rồi, mời ông đi ngủ đi. Mai còn lên đường trở lại thăm các bạn hữu của ông nữa à? Ông thức muộn, mai lại dậy muộn đấy à? Ta vẫn còn muốn ngồi thêm chút nữa, người cứ đi ngủ trước đi. Nhưng cả ngày hôm nay ông đã không chợp mắt rồi, cứ như thế e rằng ông sẽ ốm đấy à. Ông nghe con, chợp mắt sớm đi. Ta biết rồi, nhưng ta không sao mà chợp mắt được. Nghĩ đến cảnh sắp được gặp những người bạn nối khố của ta, ta lại thấy bồi hồi. Thấm thoát mà đã hơn chục năm rồi, không biết hai người bạn xưa giờ có cuộc sống thế nào. Tấm lòng của ông đối với bạn thật là hiếm có à. Tuy Đỗ Đạt sống giàu sang nhưng vẫn không quên cố nhân. Tấm lòng ấy thật đáng cho người ta kính phục quá đấy à. Xưa chúng ta đã có lời giao ước, sau này gặp lại sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Không biết giờ họ đã làm gì, cuộc sống khổ cực hay đã trở nên sung sướng hơn ta nhiều. Mà ông ơi, mai chúng ta khởi hành có mang theo nhiều đồ đạc và người hầu không ạ? À? Không mang theo ai cả, ta sẽ đi một mình. Ta không muốn khoa trương mà chi. Cán xá linh hầu làm chi cho phiền đến mọi người. Bạn bè sống với nhau cái tình vẫn là trên hết. Ta sẽ chỉ đi một mình mà thôi. Ông, một mình ông đi nhỡ có chuyện gì, con không yên tâm. Hay ông để con đi cùng ông, con sẽ đi theo bảo vệ và chăm sóc cho ông ạ. Chứ để ông đi một mình e rằng... Khỏi cần lo cho ta. Nhà ngươi quên rằng ta cũng xuất phát từ lao động hay sao? Ngươi hãy ở nhà trông coi nhà cửa cho ta chu đáo vào nghe không? Mọi chuyện cứ để ta lo. Yên tâm, cứ chuẩn bị đồ cho ta đi. Dạ thưa ông, con xin vâng lệnh ạ. Ông đi đường cẩn thận ông nhé. Con sẽ ở nhà chờ tin ông. Ông nhất định phải bình an trở về ông nhé. Vậy là Tùng mặc bộ trang phục giản dị, một mình bước đến một vùng quê trù phú. Ánh nắng trưa hắt sang làm cho anh thấm mệt. Thấy một người ở phía trước, anh vội đến hỏi. Dạ, xin cho hỏi anh có biết nhà anh Trúc ở đâu không ạ? Tôi nghe nói anh ấy ở vùng này nên đến đây tìm. Không biết có ở gần đây không? Đây, anh tìm đúng rồi. Trước mắt anh chính là nhà ông Trúc đó. Ngôi nhà to ở ngay dãy đường kia kìa. Ngôi nhà lớn thế kia ư? Đó có thật là nhà anh Trúc không? Trước đây học bên làng Tây Đô ấy. Đúng rồi, chính là nhà ông ấy đấy. Ông ấy giờ giàu có lắm, tiền bạc phải chất đầy kho ấy chứ. Gia tư nghiệp rất lớn, thật là mừng vì bạn ta đã trở nên khấm khá hơn người. Chắc anh ấy giờ giàu có lắm nhỉ?
Ông Trúc thừa kế được gia sản lớn, lại biết tính toán và làm ăn giàu càng giàu hơn. Giờ đã là nhất dùng rồi đấy. Chắc giờ này ông bà ấy có ở nhà. Anh vào đi. Dạ, cảm ơn bác. À, anh hỏi ai? Anh đến đây có việc gì ạ? À? Xin hỏi, đây có phải là nhà anh Trúc không ạ? À? Đúng vậy, anh Trúc là chồng của tôi. Anh là ai? Sao lại biết chồng tôi chứ? Tôi là bạn cũ của anh Trúc ạ. À. Chẳng hay anh Trúc có nhà không? Tôi từ xa đến, chúng tôi có lời hẹn ước sau này sẽ gặp lại nhau. Hôm nay là ngày đến hẹn, tôi cất công từ xa tới đây để tìm gặp lại bạn hiền hàng quyên tâm sự. Vậy à, hóa ra là bạn của chồng tôi. Chồng tôi có nhà đấy, mời anh vào trong. Mình ơi, có khách đến tìm này. Trời ơi, Trúc, có phải Trúc đó không? Trời, giờ nhìn anh quý phái quá, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra đấy. Tùng đó à? Đúng là Tùng rồi, lâu lắm giờ mới gặp nhau đấy nhỉ? Cậu nhìn giờ cũng khác quá nhỉ? Thế mà đã hơn 10 năm rồi đấy nhỉ? Cả hai chúng ta đều đã khác quá. Anh cũng vậy, nhìn vẫn dáng dị như xưa. Chắc cuộc sống của anh cũng không khá giả gì cho cam nhỉ? Đúng vậy, gặp anh, nghe nói anh làm ăn khấm khá tôi mừng lắm. Có lẽ trong ba người bạn, anh là người thành đạt nhất đấy. Trúc và Tùng cứ thế ngồi hàn huyên. Trúc đang tươi cười, bỗng nụ cười chợt tắt khi nhìn sang người vợ đứng cạnh. Lúc này đang lườm nguyết nhìn Tùng với vẻ khinh khỉnh. Thú thực với anh, mấy năm trước cũng đã định đi tìm anh em, nhưng ngặt nỗi cứ thất bát, mất mùa liên miên. Nhà cửa ruộng vườn bị cầm cố hết, mới lấy lại được đấy. Đâm ra cuộc sống của vợ chồng chúng tôi cũng không sung sướng gì cho cam. Ông Trúc thừa kế được gia sản lớn, lại biết tính toán và làm ăn giàu càng giàu hơn. Giờ đã là nhất dùng rồi đấy. Người ở vùng này nói anh ấy là người giàu nhất dùng. Vậy mà giờ chắc anh ấy khiêm tốn ấy mà. Từ trước đến giờ tính anh ấy vẫn vậy. Để tôi và bà vợ đi xuống chuẩn bị bữa cơm. Cũng trưa rồi còn gì. Tôi và anh sẽ làm bữa để hàn huyên, tâm sự với nhau nhé. Này, bạn ông gì mà nhìn nhếch nhác thế chứ? Sao bao năm quay trở lại tìm gặp ông? Không biết là có ý chi hay thấy người sang bắt hoàng làm họ? Năm xưa có lời hẹn gặp nhau, nhưng giờ vật đổi sao dời rồi. Những lời năm xưa đâu có quan trọng gì nữa. Bà yên tâm, sẽ không có chuyện vay mượn hay giúp đỡ gì đâu. Tôi là ai chứ? Buôn bán bao nhiêu năm, chẳng lẽ vì vài lời ngày xưa mà mũi lòng sao? Tí nữa bảo bọn gia nhân không được lộ diện, để tôi mang ít cơm nguội và cà thiêu lên đãi khách. Coi như cuộc sống của chúng ta khó khăn lắm, không thì hắn ta lại định vay mượn thì cũng khó xử. Nghe được những lời của người bạn chí cốt, Tùng buồn bã. Anh đột nhiên thấy khó chịu, vội vàng bước nhanh ra khỏi nhà người bạn tên Trúc. Chiều hôm đó, Tùng bước đến một ngôi nhà nhỏ liêu xiêu. Dưới ánh chiều, nhìn căn nhà nhỏ trông càng điều hiu. Tùng nhìn ngôi nhà mà nước mắt rưng rưng. Nếu đây thực sự là nhà Mai, thì khổ thân bạn ta quá. Chắc cậu ta đã có cuộc sống khốn khổ lắm. Có ai ở trong nhà không ạ? À? Đây có phải là nhà của anh Mai không vậy? Dân, tôi đang ngay đây. Ai đấy? Đợi tôi một chút. Tôi đang ngay. Đúng là tiếng của Mai. Sau bao nhiêu năm không gặp, giọng nói ấy vẫn như xưa. Giọng hiền lành, chất phác và thật thà. Ôi, Tùng. Tùng. Đúng là Tùng rồi. Ôi, tôi vui quá. Cậu thế nào rồi? Cuộc sống có gì khó khăn không? Mấy năm qua, cậu làm gì? Mình sau khi đi học về, cha mẹ khuyên đi buôn. Mấy lần đi làm ăn bị thua lỗ, quay sang dạy học thì lại bị ốm. Gia sản đều đổ cho thuốc thang hết cậu à. May mà có cô gái nhà lành, thương yêu rồi đồng ý về làm vợ. Cuộc sống tuy khó khăn, gian khổ, nhưng cũng hạnh phúc.
vì vợ chồng thương yêu nhau. Giới thiệu với mình, đây là người bạn thân thiết nhất của tôi từ ngày còn đi học trên kinh thành. Từ dạo ấy đến giờ cũng đã hơn 10 năm rồi mới có dịp gặp lại. Gặp được anh ấy tôi mừng quá mình à. Vậy bác và mình cứ ngồi nói chuyện, tôi chạy ra chợ mua cái gì về làm cơm để hai người hàn huyên tâm sự ạ. Trong lúc chợ cơm, Tùng một mình dạo quanh nhà bạn, mặt bần thần buồn, bởi căn nhà không có gì đáng giá. Có lẽ cuộc sống của vợ chồng bạn khó khăn và vất vả lắm. Nghĩ đến đó, lòng Tùng chợt trùng lại. Mình, có bao giờ mình đội khăn lùm tùm trên đầu thế kia đâu? Sao hôm nay mình lạ vậy? Mình bị sao à? Người vợ không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ chiếc khăn đội đầu ra. Mái tóc dài thước tha thuở nào nay chỉ còn ngắn cũng cỡn, làm Mai hết sức ngạc nhiên. Trời, sao mình lại? Trước giờ mình vẫn thích và để tóc dài mà, sao mình lại cắt nó đi chứ? Bạn nãy đi chợ không có tiền, tôi định hỏi mấy người quen nhưng ai cũng không có. Nhân nhà hàng tóc giả cần mau mấy lọn, sẵn có mớ tóc dài, tôi liền bán đi. Nhà chúng ta nghèo, lâu lắm mình mới có một người bạn đến thăm, tôi không đành lòng. Trời ơi, không ngờ tấm lòng của vợ chồng bạn lại tốt đến vậy. Mình đã hy sinh cho tôi nhiều quá rồi, vì tôi mà mình phải chịu khổ. Tôi không cho mình có một cuộc sống vui vẻ sung túc, tôi thấy thật có lỗi. Thôi mà mình tóc tôi rồi sẽ dài ra thôi, cốt là thể hiện được tấm thịnh tình của chúng ta với bạn. Thôi mình vào làm cơm đi, đừng để bạn đợi lâu. Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy, anh định tìm Tùng nói chuyện, bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy chỗ Tùng trống trơn. Anh đã đi khỏi đó từ bao giờ? Trời ơi, sao lại nhiều vàng thế này? Trời ạ, vàng ở đâu thế này? Tôi rất tiếc và ân hận đã không biết để ngăn chị nhà bán mái tóc quý giá. Nhưng nhờ thế mà tôi cảm nhận được tấm lòng của cố nhân. Xin tặng gia đình vật này, xin cứ bán lấy tiền tiêu, sau này tóc dài lại, gây dựng việc buôn bán. Vì bận việc công nên tôi phải về phủ gấp. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, người bạn tốt bụng và thân thiết của tôi. Trời ơi, hóa ra cậu ấy đã đổ đạt rồi. Tôi mừng cho cậu ấy quá. Cậu ấy vẫn sống nhân hậu như thổi nào, tôi vui quá. Hai vợ chồng ôm nhau xúc động. Họ đã dùng số tiền người bạn để lại mua trâu bò về chăm. Chẳng mấy chốc, cuộc sống của họ đã trở nên sung túc, khấm khá hơn trước rất nhiều. Đó chính là món quà quý nhất mà người bạn thân tên Tùng đã để lại cho anh, vì tình cảm chân thật mà vợ chồng anh trao cho người bạn. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!